chợ mới chỗ nào Dũng? Tiền Giang. Chợ nào quá? Hả? Chợ nào? Chợ mới nó kêu. Đang có bệnh hay gì? Thầy đầu sổ chứ. Mày quay chuồng cái gì á? Mày quay chuồng cái gì vậy Bảo? Cái mặt mày cơm không kìa? Mặt cơm không kìa? Hủi xuống. Cái mặt làm như bể hụi hay gì á.